Các bạn, hôm nay giả hạt Pháp đã khoảng giữa mùa, cây đang rất là đẹp nên mình quay video các bạn. Hôm nay mình Mai Quy rất là vui giới thiệu các bạn những cây giò giả hạt Pháp đang tuổi trưởng thành rất là sung mãn và đẹp. Đẹp, rất là đẹp. Nó như một cái thác đổ vậy các bạn. Đó, thì đây là những cây mà gọi là giữa mùa phát triển. Thì cây này nếu mà ăn phân mà phát triển mạnh thì nó sẽ dài cỡ 1 mét và tầm 2 mét luôn các bạn. Quan trọng chúng ta cho ăn phân nhận nước thế nào, tại vì hạt Pháp nó rất là thích phân bón và nước, nó phát triển rất là vượt bậc. Thì hiện tại bây giờ đây là những cái giò này bên công ty mình đang bán. Đây là những cái giò rất là rậm ha các bạn ha. Đây mình sẽ quay một số giò khoảng bao nhiêu cộng để mình đếm thử ha các bạn ha, để chúng ta biết được là chúng ta sẽ mua được cái sản phẩm nó như thế nào. Thì đây là 2, mình đang đếm cộng tơ thôi nha các bạn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 cộng lớn, 1, 2, 3, 4, tóm lại là khoảng 5, 6 cộng nhỏ. Nhỏ là như vậy nè, nhỏ là như vậy. Còn 9, 10 cộng lớn, tóm lại giò nào nó cũng khoảng như vậy. Thì cái giả hạt Pháp này là hiện tại giờ là nó đang cần phát triển mạnh, thì Mai Quy sẽ chỉ cho các bạn một số cách để là bồi bổ dinh dưỡng cho nó các bạn ha. Chúng ta có thể làm đầu tiên là chúng ta thấy là ở trên đây là nó có cái giải phân, phân tan chậm, phân trì. Bây giờ chúng ta cũng có túi lưới vậy, xong chúng ta sẽ nhét vô trong đây rất là no và nhiều cái vớn mềm các bạn, vớn mềm ha. Xong chúng ta trộn với phân trì, tỷ lệ là 5 phần vớn mềm, 1 phần phân trì. Chúng ta sẽ đóng hai giải dài cho đây, đảm bảo cây nó sẽ bay vô cái phần vớn mềm, nó ăn và nó phát triển. Giống như mình vừa cung cấp giá thể, độ ẩm và phân bón cho cây. Hoặc là 3 hàng luôn, chúng ta có thể cấp 3 hàng cho cây, 3 hàng đây. Hoặc chúng ta thể lột cái củ này ra đi, cái củ này nó đã mục rồi, để chúng ta cấp 3 hàng cho đây. Hoặc là chúng ta thêm một cục vú sữa cho đây nữa. Như mình thấy là thêm 3 hàng cho đây, vừa có phân mà vừa có chất chồng vớn mềm nữa là tốt hơn là chúng ta đóng thêm một cục gỗ nữa, nhìn nó không đẹp. Hiện tại giờ nó đang xanh vậy nè, rồi giờ rêu nè, rong rêu vậy nè, rất là đẹp đó. Thì chúng ta làm nữa thì nó không hay. Thì cái giả hạt Pháp này nếu chúng ta cho phân nước đầy đủ thì nó sẽ phát triển cực nhanh và cực dài. Đây mình chú ý nha, ví dụ như cây này á, hiện tại đây là nó đang có cái khoảng trống mưa ở trên á, nên nó cây nó dài đã khoảng 1 mét. Lá hiện tại đang ướt các bạn thấy không? Nó đang có nó có nước và ẩm tốt. Nhưng mà những cái giò này là nó bị che mưa. Tưới không có đủ thì nó ngắn hơn. Các bạn thấy nó ngắn hơn. Đó. Nó ngắn hơn, nó nhìn nó không có sung mãn và đẹp như những giò mà nó có mưa. Thì cái cây này chứng tỏ là nó đang rất là chứng tỏ là thích nước. Từ xưa giờ mình đã theo dõi cây này lâu rồi, mình biết nó thích nước, thích độ ẩm và thích phân bón lắm. Nếu chúng ta cho ăn phân và nước đầy đủ, nó dài hơn 2 mét là chuyện bình thường. Còn chúng ta cho ăn bình thường ít thôi thì nó dài cỡ hơn 1 mét thôi, nó không có được dài 2 mét. Thì chúng ta mua những cái giò như vậy thì hiện tại giờ bên công ty mình có cả cọng già ha các bạn ha. Cọng già chưa cắt cây ha, chưa cắt cọng già. Hiện tại giờ đây là tháng 7, chưa cắt cọng già. Chúng ta mua khoảng tầm 2 tháng nữa vẫn còn cọng già. Nhưng mà sau đó thì khoảng đầu năm á, đầu Tết á, thì người ta sẽ cắt hết cọng già. Nên bây giờ vừa mua được cọng tơ đẹp như vậy và có luôn cọng già, rất là coi như là được nhân hai á. Chúng ta mua cọng già vậy cho ươm ki luôn. Thời điểm bây giờ rất là đẹp. Chúng ta mua vừa được cọng già mà vừa được cọng tơ, một giò đẹp nữa. Giá cả cũng rất là bình dân ha. Giá mình có đăng ở đầu video và số điện thoại liên lạc. Các bạn có nhu cầu mua sản phẩm này hãy liên lạc bên công ty mình nhanh và ngay, tại vì sản phẩm này mình có khoảng 10 giò là hết hàng. Chúng ta mua vừa có cây tơ đẹp, vừa có cọng già để ươm ki. Cảm ơn các bạn đã xem video này nhé. Xin chào các bạn.